Ok, và hôm nay thì mình review cho các bạn cái vườn chuối nha các bạn nhé. Một cái vườn chuối rất là nhiều cây chuối. Vườn chuối không có cây chuối là có cây Có gì? bàn đấy. What? Where? Nơi đó. Có bảng mà. Quả tóc mới khá là đẹp dài các bạn. Cắt hết 200 nghìn. Ok, xem nào. Chúng ta đang tiến vào một khu vực khá là nhiều cây chuối. Chuối. Chó nó ăn phút cho chó rồi. Nó tìm ăn hơi hơn nữa. Ta khu lá hấp phú này. Cái lấy quần chuối này qua đấy. Đây đó. Tập lên đó. Nên nó im quá. Như là vậy. Như vậy đó. Như vậy đó. Mình vẫn đang đi vào một cái khu vực có khá là nhiều các loại đá cảnh. Này có cây gì nào? Này có cây chuối nhỉ? Này có phải cây chuối. Chuối quá đấy. Quay cho bọn. Đây là quý à? Ừ. Nó tí lên lên đi rồi. Có lẽ không chín được đây đâu không? Đi tìm cơ nhúi cánh nha. Nhúi. Tôi nhúi là cánh này, tôi nhúi thôi đó. Thôi ấy thì một cơ ngon tôi mới chẳng khủng luôn á. Đi vào lâu sao rồi, đi lâu món này. Làm chi? Chứ có những người là không sao. Thơm. Húng tô này, húng gà đó. Đâu rồi. Thì mới nhà không ấy. Đi, đi về. Ui. Thở rồi đó. Cánh rồi chia sẽ tăng khá bao nhiêu hầu có mặt tiền có cơ quý không?
mình như chó này, xì xì mình, đúng hết lùi, lấy cái khối da dế ra. Còn con chứ. Ăn trái lên luôn. Sao mà có ai đi ăn nhỉ? Cái khung ấy mà. Cái khung ấy nó gọt lại này. Nhớ lên cho. Kiến tu. Thế nó gọt lại này, cái khung này. Cho kiến tu. Lấy cái khung không mày? Đi đần đào. Cứ từ từ. Ồ, như có khu cánh này, chứ cứ thối trong đây uống. Đây là cổ đấy luôn không? Ui. Ồ. Cổ chi nào? Cổ này nhé. Cái tông phường quá khó đó. Vô phần này chưa? Vô khi vô đó. Chụp tới cô nữa. Chụp tới cô là hóa ngay cầm một cô rồi. Như cầm máy lắm đó. Phải không? Phải găm plug nữa. Dưới yên đây. À, chéo. Mà bó hết quay găm plug vậy. Như quay nhé. Áp đố hồ lòng rồi. Cái này tá cầm. Cái gì vô. Cùng mời cô không biết đâu con gái lý cái chú này ăn sắp rồi phải phun rồi.